Xin chào anh chị mình buổi sáng hôm nay ở trên kênh của em Em có lên cho anh chị mình là một đôi bò cái chữa nha anh chị Cái con đầu tiên này á, thì à, sái mặt sái lưng thì đóng nghiêm chỉnh nha anh chị Bò này á, thì à, qua đen bự nha Vú thì con bò này đang xuống nha anh chị Rúng nha anh chị Đó và giò cẳng chân móng thì hoàn thiện nha Nói chung là con bò này á, thì em bán cho anh chị mình đem về nuôi á, Là em đảm bảo cho anh chị mình trình trạng cái con bò này là ok hết nha anh chị đó, bò này á, tại vì nó chữa lớn tháng nha anh chị nó cũng à, gần đẻ nha con này thì nó chữa được 8 tháng rưỡi nha anh chị đang xuống bầu ha thì bò này á, thì chữa là bò xin nha anh chị đó chữa lại là bò xin nha chữa được 8 tháng rưỡi nha anh chị bò này á, thì nói chung là không lan giá gì luôn nha anh chị không lan giá điểm mi ha bao tặc lỗi cho anh chị mình con này thì cái xác to lớn nha anh chị con này thì em đo ngay xé lưng thì nó cao là một m hai bò nha gần m ba bò nha anh chị xác rất là to ha giò cẳng đi chân kiền hết nha anh chị đó thì con bò cái bầu này á, thì em bán cho anh chị mình giá là 19 triệu 500 nha thì sắp tới đây thì em có chuyến giao bò về à, mỏ cày bắc bến tre nha anh chị và một chuyến giao bò về ở ti đức Đất nông nha thì cô chú chị mình đơn một trong hai con bò cái bầu này á, thì anh chị mình alo chút cọc liền tay cho em nha đó là anh chị mình sẽ sở hữu được một trong hai con bò cái bầu này nha đó một chuyến thì em giao về mỏ cày bắc bến tre và một chuyến giao về ti đức nha anh chị Đất nông của mình nha đó thì cô chú anh chị mình cần xa thì mình ưng hai con bò này luôn á thì anh chị muốn chốt hết thì cứ alo trực tiếp ngay cho em nha đó rồi bây giờ thì em sẽ cập nhật cho anh chị mình cái uh, con bò số 2 cho cô chú anh chị mình coi luôn nha con bò số 2 này á, thì sáng tích thì nó cũng nghiêm chỉnh ha lông dài liền lạc đỏ mặt qua đen hết vú bốn rúng hay là về mặt dò cẳng ok hết nha anh chị bò này thì tàn anh chị ha to lớn nha anh chị hai con này thì con nào cũng tàn to lớn hết nha đó con số 2 thì chị ha bị dai rất là to luôn con số 2 này thì em đo ngay số lưng thì nó cao là một m hai bảy bò nha anh chị đó một m hai mươi bò nha thì con bò này thì nó đang bầu lại là 3 b nha anh chị chữa được 6 tháng rưỡi nha thì hai con này thì đầu lại lứa ba hết nha anh chị đó con này thì chữa là ba b còn con đầu tiên thì con sắp đẻ rồi con đó chữa bầu xin nha bò số 2 này chữa bao bê chữa được 6 tháng rưỡi nha anh chị bao chữa hết nha bao khám bao lòi lúa cho anh chị mình tới đẻ luôn thì giá con số 2 này á là 23 triệu nha anh chị đó con số 2 này là 23 triệu nha đó, con nào con nấy cũng tàn lớn hết nha anh chị con này thì nói là mẫu bông bay ha đòn dài xương sóc lớn chăn cẳng đồ ok hết móng sò nói chung là bò này thì em bán cho anh chị mình á thì chỉ có đảm bảo cho anh chị mình nha tình trạng bò là hoàn thiện nha anh chị lông da thì đổ mặt khác màu rất là quyền bò nha anh chị không có lan giá hay điểm mi gì hết nha anh chị không có lỗ đuôi nha đó nói chung là bao tật lỗi hết cho anh chị mình giá chỉ có 23 triệu cho con số 2 này và 19 triệu 500 cho cái con bò cái bầu đầu tiên nha thì cô chú chị mình ưng một trong hai con bò bầu này nhấc máy alo chốt cọc liền tay cho em nha anh chị